gốc là vợ em trước đây là bạn của bồ cũ em. Tại vì lúc đó là em chia tay bạn trai cũ rồi. Rồi bạn tại vì lúc mà gửi hình qua thì thấy ảnh mập hơn, với lại tấm hình ảnh không có cười, cười mỉm thôi. Mà lúc em gặp ảnh ở ngoài thấy ảnh ốm quá, mà xong cười ra thấy gần ảnh sống. Khi mà cái bạn đó tới tính thì em nói thôi, em lịch sự em nói thôi để em trả cho. Cái xong cái ảnh nghe vậy ảnh để em trả luôn. Cái có một bữa là làm bài kiểm tra hay luận văn gì đó là cần gấp máy tính, mà lúc đêm đó máy tính hư rồi kêu em chạy qua sửa luôn. Mà sau đó là sửa nhiều lần lắm đúng không? Dạ, nó cứ thư hoài. Em tên là Tăng Anh Huy, em năm nay 30 tuổi. Thì hiện tại em đang là nhân viên văn phòng, nghề nghiệp là IT. Em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn luôn. Dạ. Mà em? Dạ, em là Quách Vĩnh Trang, năm nay em 29 tuổi. Dạ, em lúc trước thì em có đi làm kế toán, nhưng mà hiện giờ thì em ở nhà nội trợ. Tụi em cưới nhau bao lâu rồi? Dạ, tụi em cưới nhau khoảng 1 năm 6 tháng rồi. Có em bé chưa? Dạ chưa. Chưa. Thôi, hai em kể cho anh nghe là chuyện tình hai em bắt đầu như thế nào? Thì nguồn gốc là vợ em trước đây là bạn của bồ cũ em. Hấp dẫn rồi nha. Chia tay rồi thì cũng làm bạn bình thường thôi, em cũng không có kêu làm mai mối gì cho em hết. Rồi không biết bồ cũ em với cô này nói làm sao rồi quyết định là làm mai em cho bà xã em. Ồ, là cô bồ cũ em làm mai luôn. Dạ. Tại vì lúc đó là em chia tay bạn trai cũ rồi. Rồi bạn bạn này thấy là em có một mình á, đi về ăn mình á buồn, rồi bạn này mới nói là giới thiệu chồng em cho em. Nhưng mà lúc đó là chỉ gửi hình qua, rồi em với chồng em cũng có chat ở trên Facebook thôi. Thì Tết đó em về quê xong rồi em quay lên á thì nó mới điện, nó nói là nó có hẹn với anh này rồi. Nó sắp xếp xong hết rồi, hẹn nhau đi trà sữa. Em nói trời sao hẹn không hỏi em gì hết trơn. Nó nói xong hết rồi người ta đồng ý giờ là đi thôi. Trời sao bạn em nhiệt tình dễ sợ luôn á. Không, lúc mà gặp nhau thì dạ không có ấn tượng tốt. Tại vì lúc mà gửi hình qua thì thấy ảnh mập hơn. Với lại tấm hình ảnh không có cười, cười mỉm thôi. Mà lúc em gặp ảnh ở ngoài thấy ảnh ốm quá. Mà xong cười ra thấy gần ảnh sống. Vậy còn em? Ui, gặp cô này thì sao? Thì bữa đó là ở quán trà sữa, em ngồi, em tới trước, em ngồi đợi. Thì ấn tượng của em cô này bước vô đầu tiên là cũng không có ấn tượng tốt luôn. Tại sao vậy? Tại vì cái mẫu người em thích đó là cái mẫu người con gái truyền thống. Không có để móng tay là cắt ngắn, rồi không có sơn đâu. Rồi tóc là để tóc đen, tóc dài. Bữa đó bước vô một cái nguyên cái đầu vàng khè. Tới lúc tính tiền là lúc đó là anh này tới trước. Thì ảnh kêu đồ ăn sáng để anh ăn. Xong rồi ba đứa bạn tới sau thì mỗi đứa đi trà sữa với ảnh đi trà sữa nữa. Xong rồi ngồi một chút xíu thì ảnh đòi về. Đã em không có ấn tượng tốt rồi mà mới ngồi chút xíu với ảnh rồi về. Cái ảnh mới kêu người ta tới tính tiền. Thì khi mà cái bạn đó tới tính thì em nói thôi, em lịch sự em nói thôi để em trả cho. Cái xong cái ảnh nghe vậy ảnh để em trả luôn. Cái lúc xong về thì em có hẹn nhỏ bạn ra gặp. Em nói kèo này thấy bộ không thơm. Thấy không được rồi. Tao thấy từ tướng cũng không được. Mà tao thấy đi lần đầu tiên mà để tao trả là tao thấy không ổn. Mà trong khi ổng ăn nhiều hơn người ta nữa. Ủa em nghĩ sao mà em để cho bé này trả tiền hay dạ, vậy? Dạ tại vì lúc đó là em mới tốt nghiệp đại học ra. Thời đó là em học trong trường em hiền lắm, không có kinh nghiệm yêu đương gì nhiều. Nên là thật tình là nói sao nghe vậy thôi. Bước mà nói thầy bạn này trả cái em nói thôi em trả rồi. Cho bạn này nó thôi để người trả. Thì vậy thôi trả luôn. Đó, người thật tình mà. Đây, thì em nghĩ là tại chắc không phải gặp lần đầu với đâu. Còn bị mấy lần nữa thì lần này mình trả, lần sau mình trả lại. Rồi đến lúc nào thì hai bạn mới kết nha? Em thì em học IT, em biết sửa máy tính. Còn cô này thì học kế toán, không biết gì về máy tính hết. Mà máy tính nhà cô này thì hư lên hư xuống hoài. Rồi có một bữa là làm bài kiểm tra hay luận văn gì đó là cần gấp máy tính, mà lúc đêm đó máy tính hư. Rồi kêu em chạy qua sửa luôn. Mà sau đó là sửa nhiều lần lắm đúng không? Dạ, nó cứ hư hoài. Nói chung hai đứa phải cảm ơn cái máy tính. Là quen nhau, yêu nhau được là cái máy tính. Ai là người tỏ tình? Ổng là người tỏ tình. Em tỏ tình sao? Nhìn em chắc nghĩ em lãng mạn lắm đúng không? Thì bữa đó cũng như bữa bình thường thôi, là em vô công viên thôi. Rồi cái em tỏ tình trong công viên luôn. Em dắt vô em nói em làm bạn gái anh nha. Rồi xong. Đang nhận được cái lời tỏ tình đó làm sao? Em bị sốc. Tại em thấy tỏ tình gì mà không có qua, cũng không có quà, không có gì hết, mà cũng không có sự chuẩn bị gì hết. Giống như vô cái hứng là nóng nói hay sao. Rồi xong sao em cũng chấp nhận. Rồi ba mẹ em gặp anh này á là có ưng liền không? Dạ có ưng. Thì sau đó mấy tháng là Tết á thì em mới mời ảnh là với lại xin ba má với là cho dẫn ảnh về quê. Em là người ở Sóc Trăng á. Từ đây xuống đó thì cũng xa. Mà ảnh thì là con một, mẹ cưng dữ lắm.
Cho nên hôm bữa xuống là mẹ bao nguyên cái xe 16 chỗ. Chồng mình ổng đi xuống. Tới lúc ổng xuống ai cũng ra nhìn hết trơn. Giống như chuyện lạ vậy, có mình ổng bước xuống xe mà nguyên cái xe 16 chỗ. Về dưới ba mẹ nhìn ảnh sao? Lần đầu á là mẹ em á nói thì thấy ổng hiền, nhưng mà mẹ em kêu ra nó nhỏ hỏi thằng này nó có BD không, sao tao thấy nó ốm vậy. Em nói không, tại vì ổng ốm vậy thôi, nhưng mà ổng không có phải là men lắm. Dạ. Rồi sau đó thì bao lâu tụi em mới đám cưới? Thì quen nhau là khoảng 6-7 năm gì đó. Bây giờ sau đó tụi em mới đám cưới với nhau. Thì trong cái lần 6-7 năm đó cũng gây lộn. Gây nhau rồi qua lại rồi cũng chia tay 3-4 đợt vậy. Chia tay gì mà 3-4 lần dữ vậy trời. Quen với ảnh chán lắm chị. Sao vậy? 7 năm quen nhau luôn, ảnh không, ảnh tặng cho em chỉ duy nhất có một cây bông hồng thôi. Mà lần đó là em bức xúc quá, em kêu quá, em nói là ngày mai qua phải có cái bông hồng cho em thì em mới đi chơi, không thôi em không đi chơi. Rồi có một lần đó là đi 8 tháng 3, ảnh qua, ảnh đi tay không vậy qua. Em thấy cũng hơi buồn. Cái chở nhau đi chơi, cái em thấy ngoài đường người ta bán bông quá trời luôn. Cái em thấy ảnh chạy gần vô đó, em tưởng ảnh mua. Ảnh chạy vô ảnh chỉ em, ảnh nói trời, bữa nay 8 tháng 3 người ta bán quà quá trời luôn. Tại sao vậy Nguyên? Dạ tại hồi đó giờ chưa bao giờ mua bông tặng ai bao giờ hết. Bởi vì có cảm giác mình vô tự nhiên đang chở bộ phía sau mà vô mua bông cái cầm tặng liền thấy kỳ kỳ sao. Tới nỗi hồi lúc mà cái nụ hôn đầu á là dạ dạ em chủ động. Tới lúc hôn là em phải chỉ cho ảnh là mấy ngày sau anh mới hôn được chứ ảnh. Giờ thành thạo chưa Nguyên? Dạ đỡ. Giờ thành thạo chưa? Dạ đỡ. Mới đỡ thôi à, chứ chưa có thành thạo. Rồi á, nói nghe nè. Rồi em chỉ cho cách hôn. Rồi tới lúc mà cưới ổng rồi đêm tân hôn ai chỉ cho ai? Đêm tân hôn nó cũng chạy chặt, nó cũng chạy chặt quá hả? Thôi kể luôn đi. Trước đó là tưởng đêm tân hôn là như bình thường như người ta, mà dạ em là đó giờ chưa có biết gì về mấy cái đó. Trước cưới hay có cái tâm lý sợ, rồi bắt đầu đi hỏi mấy đứa mà bạn mà cưới rồi á, hỏi nó đêm đầu sao, tụi nó mô tả cái gì mà dạ em căng thẳng lắm. Rồi bữa đó em vừa đụng vô người cái là la, đụng người cái đụng là la, đụng rồi là la. Ơi em có thể cho biết bạn em nói cái gì mà em lại sợ vậy? Thứ nhất là do ở dưới quê á, người ta còn phong kiến lắm nên mẹ cũng không có dạy nhiều về cái chuyện này cho biết nữa, thì chỉ biết là đi hỏi mấy đứa bạn thôi. Rồi mấy đứa kia thì nó nói này nói kia, nói đau nói gì nghe sợ. Rồi thêm chồng em thì hồi đó giờ cũng chưa có kinh nghiệm nữa. Nó mới chập vụ chuyện hoài tới đúng một tuần sau. Một tuần sau là mọi thứ mới ổn. Rồi bây giờ cưới nhau về năm mấy rồi đó, thấy chồng em hiền quá, chơi IT nữa. Có tật xấu chắc là ít lắm đúng không? Ổng chỉ có mỗi cái là mê chơi game cực kỳ. Đám cưới xong á thì về dọn nhà em thấy xong mấy cái thùng mấy cái hộp á mới quá, hỏi ra thì mới biết là trước khi cưới đó, tiền dành dụm bao nhiêu á, hắn ta đem đi nâng cấp máy tính hết. Tại vì hắn ta biết á là vợ cay quá là về là không có thể nào nâng được, cho nên là bao nhiêu tiền đem đi nâng hết. Vậy thôi đó hả, không có cái tật gì xấu. Ổng tắm lâu, mỗi lần ổng tắm là khoảng 30 phút. Đầu tiên ổng về quê em lần đó là ổng tắm 30 phút mới xong. Mà ở dưới quê á, mỗi nhà chỉ có một cái toilet thôi. Mà toilet nhà em là vừa phòng tắm, phòng vệ sinh chung luôn. Ổng cứ tắm vậy rồi ngoài nhà em cứ đứng khách hàng ngoài đợi. Ba em mới nói, mấy mốt nó về làm gã nhà này á, thì cất cho nó cái toilet riêng. Ai mà bắt đầu đợi nó xong chắc đi ra quần. Tới giờ anh cũng còn tắm lâu vậy á. Sao vậy? Dạ tại vì cái tật em tắm á là lúc mà hoa sữa tắm lên á, sữa tắm vỏ nước xong nó còn cái nhớt nhớt lại, không có chịu được. Dạ, em có cảm giác như là nó chưa sạch á, em ngồi em chà hoài à. Rồi vậy tật xấu của vợ anh sao? Dạ em thì dễ thương, cái gì cũng được hết. Có cái là hay tính toán chi li tiền bạc lắm. Rồi hay có cái tật là kêu đồ ăn ra rồi tính lúc người ta tính tiền á, so tiền ở trên này với tiền dưới quê, kêu tô bún bò ra là tính coi cái này bún nhiêu tiền, thịt nhiêu tiền rồi nữa. Rồi tính tiền vốn vậy người ta lời, trời tao lời được quá trời luôn, thôi trời ơi lần sau không ăn nữa, thôi lần sau mua thịt đồ về mình tự nấu. Rồi còn chuyện gì nữa không? Về tiền bạc là quản lý chi li lắm, với lại mua đồ á là chỉ mua số lượng thôi chứ không cần chất lượng. Ví dụ như là mua nhà tính bàn bạc mua cái máy lạnh đi, là mua cái máy nào miễn nó ra hơi lạnh là được. Đúng không? Rồi thế mong muốn Trang thay đổi điều gì Huy? Mong muốn vợ là tiêu xài là thoải mái hơn xíu nữa. Tại vì cái mức sống trên này nó không có giống dưới quê, nên nó cái nào mình chấp nhận được thì mình cứ chấp nhận thôi. Với lại thoải mái với em xíu, đừng có giận hờn vu vơ nhiều quá. Cái gì có gì không
không vừa ý thì cứ góp ý thẳng thắn hai vợ chồng nói nhau về sửa chứ không có gì. Hay có giận là cái im re quay mặt vô tường ngủ rồi, em không biết, nhiều khi em không biết tại sao em bị giận luôn. Em chỉ mong muốn là ổng lười làm việc nhà lắm, ổng siêng làm việc nhà chút xíu, với lại ổng không có thích vô bếp. Mà em hỏi lỡ như mai mốt em bệnh hay gì rồi sao, ổng nói bệnh thì nấu mì gói cho ăn. Em nói trời, đang bệnh mà nấu mì gói cho ăn chắc bệnh thiệt. Ổng nói không, hay ra cháo cây thị mua cháo cho ăn. Còn game thì không cần bớt chơi, tại vì giờ em cấm, em không cho chơi được. Tiếc luôn nè, rất là giận hờn vu vơ là những cái lúc mà tự nhiên á, nhớ chực tới cái chuyện làm biếng, làm việc nhà, làm biếng nấu, đúng không? Lỡ mình bệnh hay lỡ mốt mình sanh mình đẻ rồi lúc đó ai nấu cho mình, đúng không? Chứ dạ, đâu phải là vu vơ giận phải có cớ chứ. Người ta khùng sao tự nhiên giận vu vơ. Chỉ có điều là em không chịu nói thôi, đúng không? Dạ. Mà bạn này thì không có khả năng mà suy đoán được là lý do tại sao em giận. Thành ra là em nói đi chứ em đừng có để bạn đoán chi cho mệt. Hai cơ nha. Dạ. Ok. Trời ơi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dễ thương quá. Thôi chúc cho hai em sau ngày hôm nay về hai vợ chồng sẽ vui vẻ, hòa hợp với nhau hơn. Dạ. Ha, và mau chóng có tin vui. À, chị Hồng Vân chào chú Quốc Hận. Trời ơi, gì vậy em? Lâu lắm rồi không té ghế đó. Sao vậy? Tức hết tức, tức. Sao ơi, em tức cái gì không? Em ganh ghét cái gì trong chuyện này? Tại sao vậy hả? Em ganh ghét cái gì? Tại sao chị có mua chuộc gì không mà sao mới vô cái cô dâu chơi em vậy? Chị mới gặp người ta mà, đúng không? Dạ. Bây giờ sự thật sao thì là mình nói vậy, đúng chào không? Chào đất ơi, chào đất ơi. Em chào lại đi, em chào lại cái nè. Chào chị Vân, chào chú ông. Chú Quốc Thuận. Rồi xong đó, cũng vậy. Đó là người Tây, người ta rất là có sao nói vậy người ơi, em có cái gì đâu. Này nó phải Tây chắc quánh rồi. Sao vậy? Trời. Ủa tại sao vậy? Người ta nói á là người ta sẽ có. Bây giờ cái răng cái tóc là gốc con người đúng không cưng? Cái gốc em ở đâu? Cái gốc nhổ em không rồi. Có cái gốc. Nhổ cái gốc rồi. Thì bứng cái gốc rồi. Chỉ có những người lớn tuổi á, người ta mới rụng sạch không còn một cọng tóc nào thôi. Ừ, đúng không? Có cái gì đâu mà phải. Ôi trời ơi, nhưng mà mình bị sốc đó nha. Nhưng mà không sao cả. Anh nói cho em biết chương trình này là chỉ có anh và chị thôi. Được, chú vậy đi chứ mà okay, okay. Lớn em rất. Chào chị, chào lần nữa. Chào chị, chào cô Hồng Vân. Chào cô Vân. Chào chú. Không, chị luôn. Chị, bây giờ chị. Để cho chú Quốc Thuận đỡ buồn okay. Thì mình gọi chú Quốc Thuận bằng anh luôn. Chào chị Vân, chào anh. Anh yes. Bắt đầu có thiện cảm với em rồi đó trai. Đó, rồi. Ok. Ok, mà em giới thiệu về mình. Mình con là con là em. Em tên là Dũng. Dũng. Wow, Dũng là tên Việt Nam. Tên Việt Nam. Dũng bao tuổi, làm việc gì? Tên tiếng Anh là Josh. 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 Yeah, Josh. Yeah. Tên tiếng Anh là Josh. Em đến từ đâu? Từ American hay là England? Em là người Úc. Úc, Australia. Em bao nhiêu tuổi? 29 tuổi. 29 tuổi, em làm nghề gì? Em là kỹ sư. Kỹ sư về? Kỹ sư. Về điện, về nước hay là về IT hay là về gì? Construction. Kỹ sư xây dựng. Kỹ sư xây dựng. Yeah, kỹ sư xây dựng. Yeah, vậy giờ tới em. Dạ, con tên. Con nữa hả? Em đi. Giận lắm rồi. Em tên Như, năm nay 25 tuổi, em làm nghề spa. Spa. Dạ, làm spa. Đẹp. Như ơi, anh muốn hỏi nè, cái làn da này của em á, là làn da là trước giờ hay là làn da nó có nhuộm rồi? Làn da trước đó là của em nó cũng màu, nó cũng nâu nhưng mà nó không có đậm màu như vậy. Là do sau khi mà có chồng á, với lại bên Tây người ta thích da nâu. Cho nên dưỡng nâu thêm cho nó đậm lên thêm. Thế mình làm spa mà bây giờ da muốn trắng hay là muốn nâu hay là muốn gì là do mình hết, đúng không? Dạ, nhưng mà ở bên bển thì thấy đẹp. Còn ở bên đây lúc trước cũng có nhiều người nói trời sao cái anh này ảnh đẹp trai, ảnh trắng vậy mà ảnh có cô vợ này đen mà xấu kiểu vậy. Còn bây giờ thì con thấy thời đại 4.0 cho nên nó hơi ổ bệnh xíu. Cho nên thì mọi người cũng ok với cái làn da này. Có nhiều người thì thấy là thích, thấy lạ, khen đẹp. Còn có nhiều người ai nói như xấu vậy? Ai vậy? Anh đang sang tay áo nè, ai nói anh xấu vậy? Wow. Vợ của em á, quá trời đẹp đúng không? Đẹp. Very very đẹp. Beautiful, đẹp right? Đẹp quá. Quá đẹp. Ai mà dám nói là em xấu hả? Em có thích cái làn da nâu của vợ em không? Do you like my skin? Yeah. Yeah, đẹp. Yeah, đẹp, 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 yeah, đẹp đúng không? Đẹp. Nhưng mà cái lúc mà lần đầu tiên em gặp Như á là Như gặp chưa có cái làn da nâu nhiều như vậy. Nâu nhiều. No, before when you met me, do you have like the I have like this skin or like why? When I don't really mind about a girl's skin color. It doesn't bother me. So
if her skin was brown or white, doesn't matter. It matters about how she is as a person. Giống như là lần đầu gặp con thì cái da cũng nâu, nhưng mà anh không có quan trọng về cô gái là cái làn da, chỉ là cái inside là ở trong cái tính tình tâm hồn, đúng không? Rồi thôi bây giờ nè, anh rất muốn nghe cái câu chuyện tình yêu của các em. Lần đầu tiên hai em gặp nhau ở đâu? Và em ấn tượng gì ở Dũng? Và Dũng cũng ấn tượng gì ở Như? À, lần đầu tiên con gặp, con xin kêu cô đi cho nó quen. Tại vì cô Dân cũng chắc ở tuổi mẹ con. Mẹ con nhiêu rồi? Mẹ con 54, 55 á. Yeah, the same luôn á. Mẹ con tuổi Ngọ hả? Ủa, mẹ con tuổi Tức á cô. Tức là thua tuổi cô. À, vậy là cô lớn hơn hả? Đúng không ta? Sinh năm bao nhiêu? 6 mấy? 69 á cô. À, sao thua cô. Sao như vậy là không phải 69 đâu, mà là tới 70 lần. Mẹ con là 70, tuổi Tức. Dạ. Rồi. Là bằng em trai cô. Ok, cứ xưng bằng con cũng được. Rồi. Là gặp nhau, gặp cái anh này là bữa đó là con nghe chăng cái ngày sinh nhật của con. Đêm đó là con đi chơi, đi trong một cái quán bar, đi cùng đám bạn sinh nhật. Thì anh này anh đi chung với một anh kia nhưng mà không quen biết gì nhau hết. Chỉ là đứng gần bàn thôi, thì lúc đó từ xa là thấy anh này anh cũng có địa địa anh nhìn thôi. Nhưng mà cũng nhìn anh là thấy ảnh hiền quá. Thường mấy cái anh mà người Tây á, người ta rất là phóng thoáng. Người ta thích mình là người ta tự chủ động người ta tới à. Rồi sau đó cũng vô tình là cái chị mà đi chung bàn của con á, thì anh quen với cái anh bạn của anh này. Cho nên hai người mới đi qua trò chuyện. Thì ở trong nhóm đó thì không ai biết tiếng Anh nhiều, chỉ có mình con biết tiếng Anh thôi. Cho nên mới tiếp chuyện với anh này, mới nói chuyện với anh này thì uống rồi say xỉn, sau đó rồi đi về. Mà anh ấy về không có cái liên lạc gì hết luôn. Mà con gặp ảnh là đêm thứ ba. Cái sau ngày thứ bảy là anh đi về nước. Rồi ngày thứ bảy là buổi trưa con đi uống cà phê. Anh ở cái khách sạn là gần ngay đó luôn, ngay chỗ Starbucks. Đi xuống luôn, ảnh chuẩn bị đi ra sân bay. Thì vô tình con vừa xuống taxi, gặp ảnh vừa bước xuống là hai người gặp nhau mà kiểu mà nhớ mãi mãi, mà nhớ hoài không biết gặp ở đâu. Tại vì đêm đó là ban đêm gặp nhau là lộng lẫy lắm. Còn bên ngoài thì bình thường không có được đẹp. Cứ nhìn hoài cứ nhớ anh này mà mình gặp trong cái thời gian là không có được kiểu sai á cô, không có được tỉnh táo một xíu. Cho nên đứng nhớ hoài, hồi mới nhớ chợt ra là gặp nhau cái đêm đó. Thì mới lại nói chuyện, thì anh nói là anh chuẩn bị anh về nước. Thì hai người ngồi nói chuyện đâu khoảng 2 tiếng. Thì mới nói chuyện rồi xong rồi ảnh mới xin Facebook của con. Rồi về bển mới bắt đầu tiếp chuyện, nói chuyện. Còn Dũng á, là khi mà Dũng when you meet her, you fall in love. What about me? Like, what makes you like think like? When I first met her, em thấy em nhìn chăn chó. Nhưng mà chăn chó. Trời ơi. Đẹp quá. Đẹp. Tiếng Việt không rành nhưng mà tiếng lóng rành quá. Chăn chó rồi. Yeah. So I'm more curious about her, and I want to get to know her more. But I felt instant attraction straight away. Anh nói là giống như là thường là ảnh cái kiểu cũng đẹp trai. Anh thấy thường ở Việt Nam là mấy cô gái gặp ảnh là kiểu thích hay là tấn công. Còn con thì gặp ngay cái kiểu chảnh chó không quan tâm, cho nên ảnh tò mò, ảnh muốn tìm hiểu thêm. Ôi, đợi xíu. Ok. Rồi quay nón nhiều rồi, quá, keo nằm dính. Nha. Okay. Quay nón nhiều quá. Rồi. Như vậy là sau đó thì là ảnh về nước ảnh. Dạ. Thì ở ảnh về bao lâu em? Ảnh về đâu 3 tháng là 3 hai tháng, người trong 3 tháng là hai người là chắc chắn là phải là nhắn tin từ khi ảnh về bển là hai người nói chuyện mỗi ngày luôn. Liên tục đúng không? Liên tục từ sáng tới tối luôn mà nói mỗi ngày, nhưng mà không phải là hai người không có nói là phải yêu nhau hay gì hết, với cái mức là bạn bè. Tại vì trong thời gian đó là con vừa mới chia tay bạn trai cũ. Ảnh thì ảnh cũng mới vừa chia tay với bạn gái, vừa mới chia tay khoảng một tuần luôn. Cho nên hai người đang muốn tập trung cho công việc, không có muốn mà phải là muốn là bạn bè chia sẻ những cái trong cuộc sống, những cái này kia cái nọ thôi, chứ không hề nghĩ tới cái chuyện là mình tán tỉnh nhau, đúng không? Cũng biết cái cảm giác thích nhưng mà sợ không dám muốn đi sâu hơn nữa. Rồi để hỏi, khi mà Dũng xa Vi á thì Dũng có nhớ không? I was scared of the love. You miss her when you like far away from me. Do you miss me? Yeah. When we first started talking, I started to get really lots of love for her, instant attraction, and it started to scare me at first, em sợ a little bit, but then I didn't fight my feelings, and I knew I had to make it work with her. So that's when I moved to Vietnam, then decided to som in Vietnam. Vậy quyết định luôn đó là sau đó là
về sau 3 tháng là về Việt Nam luôn? Dạ không có, giống như là lúc đầu anh gặp con thì anh cũng có cảm giác là yêu, nhưng mà sợ phải, tại vì công việc ở bển. Nhưng mà lúc đầu con gặp ảnh thì con nói là không muốn yêu xa, tại vì mới vừa kết thúc một cuộc tình yêu xa, thấy không có kết quả sợ phí thời gian, cho nên không muốn yêu xa. Thì sợ hai người mới gì? Dạ nó sợ mất con, Dũng sợ mất con. Dạ chuyển về đây nó làm. Dạ rồi ảnh cũng âm thầm ảnh chuyển về đây luôn. Anh không có nói, anh không hứa với con điều gì hết, nhưng mà lúc đó là chỉ hai người không có nói là yêu nhau hay là hứa hẹn gì hết, chỉ là tâm sự thôi, là tại sao mà chia tay kiểu vậy. Đó thì ảnh mới, ảnh nói là ảnh gặp con là ảnh có cái cảm giác giống như là có cảm giác gì khác với mấy cô kia mà ảnh từng quen. Cho nên hả ảnh quyết định ảnh về đây. Rồi sau đó thì là sau 3 tháng là ảnh về đây. Sau 3 tháng xa nhau là ảnh về đây. Rồi bao lâu thì ảnh mới bắt đầu coi như là tỏ tình và muốn em là bạn gái của anh? À sau 3 tháng anh về đây là mới gặp nhau, là một tuần đó gặp nhau là để bắt đầu tìm hiểu thôi. Rồi xong anh về đây được một tuần, ảnh về bển lại. Về bển lại anh mới bắt đầu là anh nói là anh yêu con, anh muốn là đi sâu hơn nữa, anh muốn nghiêm túc cái mối tình này. Thì con mới nói là thì mình để nói chuyện từ từ đi, bây giờ con cũng biết là có cảm giác yêu, nhưng mà có cái gì đó cứ sợ sợ, cái tới không tới mà lui không lui, cứ vậy hoài. Không tới đâu á. Dạ dạ đúng rồi, cái mới ngừng nói chuyện đâu khoảng một tuần. Ngân nói chuyện khoảng một tuần rồi xong rồi ảnh mới nói thôi thôi mình cũng làm bạn đi. Con cũng nói ờ thì đâu đó giờ đâu có nói yêu nhau đâu mà làm bạn. là làm bạn mà. Cái xong mới không nói chuyện tuần, cái xong rồi tuần sau đó ảnh mới nhắn tin. Ảnh mới nói thiệt là ổng đừng có suy nghĩ mà con cái mối tình kia không tốt thì đừng có suy nghĩ cái người khác như vậy, mình phải mở ra một xíu. Đó thì cho ổng cơ hội để giống như là ổng sẽ chứng minh con là dạ dạ, nhưng mà ổng không hứa với con điều gì, ổng sẽ làm. Cho nên 2 tháng sau anh qua thăm con được một tuần, cái 2 tháng sau qua nữa xong là bắt đầu ảnh quyết định về đây luôn. Mà ảnh về đây mà con không biết luôn. Vậy hả? Ảnh về đây con cũng tưởng nó là qua thăm con, nhưng mà ảnh đem quá trời đồ luôn. Cái con mới hỏi ủa chuyến này qua bao lâu, ảnh mới nói là qua ở luôn. Nhưng mà lúc đó con cũng cái cảm giác con cũng sợ, tin khoảng chừng 50% thôi. Đến khi nào thì em mới tin tưởng anh hoàn toàn và chấp nhận anh? À, chắc từ sau cái vụ dịch này á cô. Có nghĩa là chuyện xảy ra là cách đây bao lâu? Cách đây khoảng năm rồi là trước khi ảnh qua là tháng 8. Tháng 8 ảnh qua anh ở, xong tới tháng 12 anh về bển, ảnh ngay trăng Tết ở bển á. Là xong rồi ảnh về bển xong ảnh xin cái giấy độc thân. Ảnh xin cái giấy độc thân mà ảnh cũng hai người không nói là phải cưới nhau hay gì hết. Mà tự nhiên ảnh âm thầm ảnh xin cái giấy độc thân, cái ảnh qua bên đây, cái ảnh mới nói là xin visa mỗi lần, tại vì visa của ảnh ở đây là visa du lịch 3 tháng xin một lần. Anh nói làm gì mất thời gian rồi này kia, mình nghĩ là mình có cái giấy mà kết hôn á là mình sẽ được visa 5 năm. Con mới nói thôi cái đó để em suy nghĩ, tại vì mới hai người mới về sống chung mà. Cho nên chưa có tin tưởng gì nhiều mà con sợ kết hôn nữa. Cho nên hả ở từ từ mới có, mình thấy anh này kiểu anh hay giỡn, anh hay chọc ghẹo, mình thấy kiểu anh còn nhỏ so với cái tuổi con, thì con thích đàn ông chững chạc khoảng chừng 35 tuổi. Mà từ từ ở thì thấy anh này cái tính ảnh trẻ, ảnh vui, ảnh hay giỡn, nhưng mà cái tính ảnh thì cực kỳ đàn ông. Cho nên con ở con cảm thấy con làm thoải mái mọi chuyện, cho nên mới quyết định là kết hôn. Bao lâu thì tụi con ở chung với nhau? Lúc ảnh qua đây là ở chung liền luôn. Là cái lần mà dọn đồ về ở luôn đó. Dạ lúc đó cũng có nói là con nói là không ở chung, tại đó giờ con không ở chung với ai. Nhưng mà tự nhiên sau ấy ảnh này ảnh qua đây vì mình một mình, cái mình vừa đi thuê nhà đồ cho ảnh, cái vừa đi về, xong rồi về nhà mà sao ổng cứ nhắn tin hoài mà thấy cũng tội nghiệp, tại vì qua đây vì mình không có bạn, không có ai ở đây hết. Dạ đúng rồi. Cái cứ qua ngày đem một bộ đồ, hai bộ đồ qua từ từ rồi ở chung luôn. Hai chót. Nhìn thấy cái hình ảnh này rất là dễ thương. Đó, vợ em nói rất là nhiều mà anh thấy là em nhìn vợ em chậm chậm vậy đó. Em có hiểu vợ em nói không? What's that? You know you speak too much. Yeah, like when I'm talking and then you just look at me. Yeah. Do you understand what I say? Yeah, some bits chipsil. 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 Still learning Vietnamese. Hop tiếng Việt. Tám tháng rồi. Năm tháng rồi. Tám tháng. Tám tháng. Dũng có cảm thấy hạnh phúc khi mà cái lựa chọn của Dũng với Vi không? Với Như không? Khi mà Dũng bỏ gọi là công việc like ở bên kia. Happy or say when you move over here to live with me? How is your life? At the start I was a little bit scared, but
she, I knew as soon as I started talking to her more every day, we were talking, and I knew that it was the right decision. My family thought I was crazy to move to Vietnam to live straight away with her, but I knew it was the right decision, and I'm happy that I've done that. It's definitely made my life happier. Là ông nói lúc ban đầu là sự lựa chọn về đây là kiểu cũng hơi sợ, cũng hơi lo lắng mọi thứ. Với lại gia đình của anh đó, bển cũng nghĩ anh bị khùng. Tại vì mới chưa có biết, mới gặp cô gái có một lần đầu tiên mà chưa có thời gian gì hết. Rồi qua đây luôn kiểu vậy, rồi sợ lựa chọn không có đúng đắn á. Nhưng mà sao về đây ở rồi mọi thứ nó thay đổi, nó khác. Cho nên anh thấy anh vui, anh hạnh phúc với cuộc sống bây giờ. Rồi, em gỡ ra luôn cái băng keo không bao giờ dính được, mà đâu cần phải dán băng đâu. Gỡ cái băng keo ra để định không phải không đâu, quay nón nhiều quá. Nón không bao giờ băng keo nó dính đó. Em bỏ, con bỏ luôn đi, con đâu cần phải dán đâu con. Dán ở dưới á. Không được, không được, nó bung lên đó. Không có bung. Tụi nó hờ vậy thôi chứ nó không có bung. Keo dán sắt nha. Hello. Được mà, được không? Ok. Đó. Ok. Đó. Rồi. Tiếp tục nha. Khi mà trước khi mà em đồng ý dọn về sống chung với ảnh á, ảnh thể hiện như thế nào, ảnh nói như thế nào mà em đồng ý em về em sống chung không? Anh không có nói gì hết á, giống như là thấy ảnh một mình tội nghiệp rồi cứ qua chơi rồi ở gần nhau rồi qua chăm sóc rồi á. Dạ rồi. Tại vì ảnh về đây vì con, ví dụ như ảnh về đây là ảnh công việc, rồi mình gặp ảnh ở đây thì khác. Còn ảnh gặp mình ở đây, từ ở bản ảnh chuyển về đây ở với mình, mà hai người cũng có cái cảm giác gì đó giống như là có thể đi gắn bó rồi. Dạ dạ đúng rồi, mới gặp nhau mà ở cái chừng được một tháng mà cảm giác giống như là quen nhau đã một hai năm vậy. Tôi coi như là cũng nợ nần đó, kiếp trước rồi gia đình con làm hụi đó, rồi ông cũng có chơi hụi kiếp trước đó. Ở nhà con chắc cũng thiếu mấy đầu dây hụi của ông ấy, Như. Rồi anh hỏi Dũng nghe, thấy cái nụ hôn đầu tiên mà Dũng tặng cho cô ấy đó là dịp nào? When? First kiss. When I first moved over. Là khi lần đầu chuẩn bị qua đây á, chuẩn bị yêu nhau when qua đây. When we seen each other at the airport. Ngoài sân bay lần đầu tiên. Em có bất ngờ không Như? Dạ không, thấy cái đó là bình thường đối với người nước ngoài. Tại con á, thì hồi đó giờ con có bạn trai toàn người nước ngoài không mà. Cho nên cái mấy cái chuyện đó nó bình thường. Phong tục đó, phong tục nó bình thường. Như vậy là có nghĩa là mình ở sống chung với nhau bao lâu thì mình đi đăng ký kết hôn? Có đăng ký kết hôn chưa? Có, con đem lại giấy tờ trong năm nay mà chưa có xong hết. Tại vì dịch á, là trước đó ảnh xin cái giấy độc thân qua bên đây mà ảnh kêu con là đăng ký, nhưng mà lúc đó con chưa có tin tưởng anh này 100% nữa. Cho nên con cũng dần dừ thì sau 6 tháng đó thì cái giấy đó nó không còn hiệu lực nữa con. Rồi xong rồi lúc đó con thì con mới chịu là ok đăng ký giấy kết hôn thì nó không còn hiệu lực nữa. Rồi bây giờ đang đợi ở bển gửi giấy qua rồi đang làm. Nghĩ là chắc cũng gần xong. Nhưng mà mấy người bạn trai trước đó, mấy người bạn trai trước của Như á thì Như có dẫn về ra mắt ba mẹ không? Nhưng mà không có con quen nhau cỡ chừng 3 tháng là dẫn về rồi. Ai cũng vậy, tại vì gia đình cũng thoáng, mình xác định cái mối quan hệ nào á thì mình phải cho gia đình biết. Còn Dũng? Dạ cũng Dũng vậy luôn chú. Dũng mà lần đầu tiên đến nhà Như gặp ba mẹ, Dũng có sợ không? Do you scare first time you come to my home? Sợ quá. Just because I've never met I wasn't sure about the Vietnamese culture so much when I met her family. So it was a big change for me. But her family was very welcoming. Là hồi đó giờ anh chưa có tiếp xúc với văn hóa gia đình Việt Nam á, cho nên cũng sợ không có biết văn hóa nó như thế nào. Sợ nói không hiểu phải không? Dạ với lại gia đình con cũng dễ cho nên anh ok, anh không có sợ. Nhưng mà hôm đó là Dũng đâu có nói được câu tiếng Việt nào đúng không? Dạ chưa, cô không biết được tiếng Việt. Dũng là chỉ có nói chuyện với ba mẹ là thông qua Như thôi đúng không? Dạ, nhưng mà bây giờ thì nói chuyện được chút xíu. Hai mẹ con gọi FaceTime. Nhưng mà tiếng Việt á là Dũng có đi học ở một cái lớp nào không hay là em dạy cho Dũng? Dạ có, tại vì sau khi mà lần đầu tiên về gia đình con để tìm hiểu để ra mắt gia đình á, là ảnh bắt đầu là ảnh xin con học tiếng Việt. Anh nói là ảnh muốn xác định ở Việt Nam rồi, là xác định có cái gì đó rồi là phải biết tiếng Việt với lại nói chuyện với bố mẹ con. Cho nên ảnh đòi học, nhưng mà trong thời gian đó con cũng không cho anh học nữa. Anh năn nỉ hoài mà con không cho. Rồi xong ảnh mới nói nếu như mình suy nghĩ kết hôn mà nói với nhau phải biết tiếng Việt để cho nói chuyện với ba mẹ. Rồi cuối cùng là bây giờ là Dũng học tiếng Việt từ ở đâu? Từ dạ, cái nguồn có nào? Cô giáo lại nhà dạy. Cô giáo. Sao học tiếng Nhưng Việt? Nhưng mà tiếng Việt khó quá.
Khổ quá, đó là điện thoại đó. Có biết bài hát tiếng Việt nào không? Tiếng Việt. You can you sing Vietnamese? Hát sing, được không? Yeah, được. Hát đi. Đúng bài đó. Bài gì? Bài How What You Need to Sing. Oh, I need the song. Phải có nhạc mới hát được. Ví dụ bài nào? Chỉ cần nói tình yêu, biết bài tình nào yêu, tình yêu. Tình yêu. Tình yêu, tình yêu. Tình yêu là của ai quên à? Tình yêu của Phan Như Anh. Phan Đăng gì đó. Hương Ly. Phan Như Anh à? Ồ. Dạ, là dạ, hát được. Hát được vài câu, hát cho anh nghe. You just sing like a short one. Okay. Không có nhạc, không nhớ, không nhớ đúng không? Có nhạc là nhát hát nhạc. Bạn nghe nè, ổng rành tiếng Việt đến nỗi mà có bao giờ mà nói xấu vợ bằng tiếng Việt chưa? Trôn em á, có khi nào trôn con bằng tiếng Việt không? Cũng có, nhưng mà ảnh gành tiếng Việt nhưng mà chỉ biết mấy cái câu mà tầm bậy tầm bạ thôi à. Ví dụ really? Coi như câu gì? Giống như hôm bữa chảnh chó, chảnh chó là biết rồi đúng không? Chảnh chó. Chảnh chó em cù bắp. Ồ cù bắp em. Em cù bắp. Hả? Rồi xong rồi. Xong rồi hả? Cái gì em ngu ngốc kiểu vậy, không biết mấy cái từ. Nói đi Dũng, nói thử đi. Dũng cho anh vợ thử vài câu coi Dũng. You just say bad word. Yeah. Yes, like something. But not really bad. Not really bad. Oh well. What? Cái gì không nhớ hả? No, ok. I know too bad. Rồi. Vậy thì là các em là cho tới bây giờ là các em đã chính thức là vợ chồng bao lâu rồi? Là 2 năm. Được 2 năm rồi. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ là bắt đầu đến cái phần vui nè. Phần ổng có lòi ra tật xấu gì không? Con không biết cái này là phải tật xấu hay là không, nó xấu mà là nó tốt. Là hay bực bội ổng ở nhà cô là quá điệu. Quá điệu hả? Là cái tật đó là hay bị mình bực bội. Con thì cái tính con chậm chạp, con cũng lâu. Mà gặp anh này ảnh chờ anh còn hơn mình nữa. Cái đâm ra mình bị quạo. Ở nhà thì là không bao giờ mặc đồ xấu. Mà lúc nào cũng tóc là phải mướt bóng bẫy. Cái kiểu đôi khi mình thấy mà chỉnh chu quá nó giống BD đó cô. Hiểu không? Dạ. Hiểu. Giống như đang đói quá trời đói order đồ ăn. Cái ráp người ta đợi dưới cái đi xuống lấy thì thay vì mặc đồ ở nhà mặc áo thun bình thường thôi. Đi xuống đi không chịu, vô thay đồ cái xịt nách, xịt nước hoa rồi tùm lum hết trơn, làm hơi nó bị lố quá. Cái con cảm thấy con bực bội là hay cãi nhau cái chuyện đó lúc ban đầu. Vậy đó hả? Xuống gặp shipper mà cũng coi như là cũng đánh quần đánh áo nữa. Một ngày là thay 4-5 bộ đồ. Wow. Rồi công việc nhà thì ai làm? Công việc nhà thì có chị giúp việc nhưng mà làm hai người coi kiểu con cũng hơi khó chịu. Con làm phải vừa ý. Ông này em cũng khó chịu nhưng mà ông không bao giờ ông làm. Khó chịu, kỹ tính nhưng mà không có làm. Hiểu không? Hiểu không Dũng? Không hiểu. Say like, you disagree cool, you like to clean or anything but you never do. I do, I clean the house or something. Xạo. Không xạo. Yeah, xạo. Không xạo mà. Rồi, còn tật xấu gì nữa không nè? Tật xấu gì ta? Nghĩa là cưng vợ quá mức, có cưng vợ dữ không? What bad things about me? Yeah, chiều là con nói thiệt là không... Không có anh nào mà con nghĩ không có anh nào chiều vợ như anh này luôn. Bởi cái lý do đó là con mới xác định, con cảm thấy thoải mái, con mới xác định kết hôn với ảnh đó. Mình ở cảm thấy thoải mái lắm, muốn đi chơi với bạn hay là muốn đi đâu, muốn làm gì làm, anh không nói tới. Có ghen không? Không bao hề ghen luôn cô, kiếm ghen không ra luôn. Vậy hả? Tin tưởng vợ. Rồi Như ngược lại Như có ghen ảnh không? Con cũng không có ghen nhưng mà có cái thời gian ảnh mới về Việt Nam á thì hai người cũng có chơi TikTok á, cũng nổi ở trên đó cô. Rồi cũng có mấy chị kia nhắn tin. Nhưng mà ảnh hay kết bạn đồ với ảnh. Còn ảnh thì ảnh hiểu, ảnh nghĩ ở bển thì cũng bình thường. Mà anh này thì cái tính anh không có mấy cái chuyện mà gái gú gì đó. Cho nên hả, anh kết bạn con thì con lại không thích. Giống như là ảnh kết bạn với cái người nào đó, ví dụ ảnh không hiểu nhưng mà người ta nghĩ cái anh này ảnh chắc ảnh cũng thích mình, cho nên ảnh mới chấp nhận. Mà còn cái anh này thì ảnh lại nghĩ cái đó là lịch sự. Cho nên cũng có cãi nhau vấn đề đó. Chút đỉnh thôi phải không? Dạ bây dạ. Bây giờ còn không? Dạ không, hết rồi con. Rồi bây giờ tới Dũng. What are bad things about you, right? Kể bằng tiếng Việt được không? Nói nhiều, nhiều hả? Em tức giận, quick, she get angry. Nhanh. Bực bội. Nhanh tức giận, nhanh bực bội. Đúng không? Very quick, nhanh, nhanh. Mỗi lần tức giận thì cô ấy thể hiện như thế nào? Just say anything. Because she gets so angry, I need to calm her down. I need to go, calm down, calm down. But yeah, sometimes she just gets so angry too quick. And I don't know what to do sometimes. But I'm very patient, so that's why we work. She gets angry and I'm patient. Ông nói là ông rất là kiên nhẫn khi ông ở với con. Thì con là cái tính giống là như đàn ông vậy đó. Còn ông này cái tính ông như phụ nữ vậy đó. Hai người nó trái ngược nhau. Ông không bao giờ biết tức giận. Còn con là cái chuyện gì mà không phải cái đùng 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 lên.
Xong rồi 5 phút rồi thôi à. Tại vì là hiểu rồi đó, là nóng tính nè. Dạ. Nóng tính nè. Rồi còn cái gì nữa? And what's something? Always mua 1L. Buy clothes all the time. Can you speak Vietnamese? Cái gì? Mua. Mua 1L. Là gì? 1L. Mua quần áo nhiều quá. Mua quần áo nhiều lắm. Mua quần áo nhiều lắm. Online shopping. Trời ơi. Trời ơi. Dũng ơi, mỗi lần mà cô ấy giận, giận, thường Dũng làm cái gì để cổ hết giận? When I'm angry, what you do to make me calm down? I need to leave her alone. I need to leave the house sometimes or just try to be nice or yeah. I try to talk you down. Giống như là ví dụ như con giận người khác á, thì ảnh ở đó anh giống như ảnh khuyên, ảnh calm down xuống, ảnh nói chuyện. Còn mà con đang giận ảnh á thì là anh phải đi ra chỗ khác. Anh không có ở đó, anh càng nói là nó càng cái câu chuyện nó đi xa hơn. Chứ không có chọc ghẹo con để cho con bớt giận à? Có, là giống như là lúc đầu anh hay chọc ghẹo là anh hay làm trò làm này làm kia, nhưng mà con đang giống như là làm mặt cười, làm mấy cái chuyện như con nít vậy đó. Mà con thì con không thích đàn ông cái tính kiểu như nít, mà mình đang quạo mà thấy cái mặt ổng vậy nó còn quạo hơn nữa. Cho nên hả, con thấy không có vui. Là cái mặt ổng làm sao đâu. What like you try to make me happy, like smiling when I'm angry, your face do it. What? Your face. Just smile at you. No, what like you do, you like you. You do something like that. No. Đâu đâu sao sao? I'm sorry. Like, what do I do? I don't even know my face. Rồi. Còn tật xấu gì nữa không? What bad thing? That's a bad thing that you get angry, but your mood can change so quick. What is it? Sang. Thay đổi nhanh. Sang. Sang nông chiều mưa. Sáng nắng, sáng nắng chiều mưa. Sáng nắng chiều mưa. Học rất là nhiều. Nói chung là mấy cái nghĩa cùi cùi góc là dạ, rất là nhanh. Dạ. Sáng nắng chiều mưa. Rồi bây giờ Dũng muốn vợ mình thay đổi điều gì? What you need me to change? Yeah, just try to be a little bit more patient when you don't know something and not get angry too quick. And then I'll try not to annoy you as well, and then we'll be good. Là giống như là con phải cố gắng tập tính kiên nhẫn, không có quá dễ tức giận á, phải suy nghĩ cái đó rồi hả tức giận, hay nổi điên đó. Dạ, còn ổng thì ông sẽ cố gắng thay đổi để không có làm phiền con hay nữa. Dạ dạ. Nhưng mà còn con muốn thay Dũng thay đổi gì không? Thì con chắc muốn ổng thay đổi kiểu không có làm phiền con, bớt cà gỡn lại con. À, tức là phải chững chạc lên giờ là gọi là sao, đàn ông gentleman lên hả? Là không, không có baby nữa hả? Dạ, với lại không có play game hết. Chơi game. Không có chơi game. Chơi game. Em nói với Dũng đi, nói với Dũng đi, Dũng hiểu đi. I want you to gently not play game hết. Rồi cái kia nữa. And but play not bd too much play. Bd. Không bd. Not bd. Rồi trời ơi. Là cảm ơn Như với lại Dũng tham gia chương trình này nha. Dễ thương quá, hai người quá dễ thương. Cuộc sống của con giờ quá hạnh phúc rồi. Dạ. Chỉ có chút là như thế này và hơn như thế nữa thôi. Nghe. Nghe. Rồi, xin cảm ơn em đã đến với chương trình. Thank you. Thank you very much. Con chờ xíu nha, xong rồi mình bốc thăm chúng. Dũng nãy sao làm cái bd Dũng chưa? Con Như nãy kêu Dũng làm vụ bd. You do bd like this one more time. Oh, yeah.